Bà ơi, hôm nay là Giáng sinh đó bà. Con thấy ngoài đường, trong nhà, nhất là nhà thờ, người ta trang trí đẹp lắm. Thế cháu của bà có biết Giáng sinh là ngày gì không? Dạ biết chứ bà, là sinh nhật Chúa Giê-xu. Ừ, đúng rồi. Nói đúng hơn là Giáng sinh là để kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu sinh xuống làm người đó con. Ủa bà, sao Chúa không ở trên trời cao mà lại sinh xuống làm người? Làm người vui hơn làm Chúa hả bà? Đó là cả một mầu nhiệm cháu à. Thế cháu có muốn nghe vì sao Chúa Giê-xu lại muốn xuống thế làm người trần gian không? Dạ có, bà kể cháu nghe đi. Nào, lại đây. Câu chuyện bắt đầu từ lâu, lâu lắm rồi. Khi mà vũ trụ này chỉ là một khoảng tối tăm, chưa có bất cứ thứ gì tồn tại. Cháu biết không, chính Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài để sáng tạo nên mọi thứ, muôn loài, muôn vật và cả con người chúng ta nữa.